Tường xin chào đón quý vị, chúng ta lại gặp lại nhau trong khung giờ rất quen thuộc của chương trình Ai Cũng Có Thể. Thưa quý vị, một tuần đã trôi qua rồi, các Tường rất là nhớ quý vị luôn. Và đặc biệt là Tường cũng rất nôn nao, không biết là trong chương trình Ai Cũng Có Thể ngày hôm nay chúng ta sẽ được gặp gỡ vị khách mời đặc biệt nào đây, cùng với một chuyên gia hiệu suất như thế nào, họ sẽ mang đến những điều gì thú vị cho chương trình. Các Tường xin mời quý vị theo dõi một số hình ảnh sau đây. Nghệ sĩ Thanh Hằng sở hữu chất giọng ngọt ngào. Thanh Hằng được biết đến là một nữ nghệ sĩ cải lương tài danh từ những năm 90. Với lối diễn xuất tự nhiên, cô còn là một diễn viên được nhiều khán giả yêu mến với nhiều vai diễn ấn tượng trong những bộ phim truyền hình nổi bật. Trong hành trình làm nghề, cô sở hữu nhiều giải thưởng danh giá, huy chương vàng tại Liên hoan sân khấu toàn quốc năm 1990, huy chương vàng diễn viên xuất sắc Trần Hữu Trang năm 1991. Gần đây cô còn là giám khảo của nhiều chương trình truyền hình ăn khách. Chào chị Thanh Hằng. Chào Cát Tường. Thanh Hằng xin trân trọng kính chào quý vị khán giả, lời chào thân yêu nhất. Ở đây đâu còn có gì nữa đâu mà cô trở về lấy nữa chứ. Còn chứ anh. Đó là món nợ mà em đã trốn dài. À, chị Hằng ơi, ngày hôm nay á, là em sẽ khai thác chị, em hỏi chị một số những cái câu hỏi mà theo như là em thấy rằng là nhiều khán giả thắc mắc, để cho mọi người mến mộ chị, người ta được hiểu thêm nhiều cái thông tin về chị nữa. Thì chị Hằng là một người nghệ sĩ rất là đa tài nè, chị là giỏi hát nè, diễn tốt nè, rồi qua đóng phim chị cũng tốt luôn nè. Thế thì em hỏi chị nha, nếu mà đến thời điểm hiện tại thì chị thấy chị tự hài lòng với bản thân mình ở điều gì nhất? Chị cảm thấy rằng là mình đã làm được tròn bổn phận của mình. Bất kỳ một vai nào mà chương trình đã đặt để cho chị, cái điều chị hài lòng nhất là chị được trở về quê hương, được sống gần bên mẹ và các em của chị. Dạ. Và được cùng với lại khán giả thương yêu đồng hành suốt cả cái khoảng đời còn lại. Dạ. Mặc dù là hiện tại chị tham gia ở nhiều cái lĩnh vực khác nhau, nhưng mà cái nguồn gốc xuất phát điểm của mình là từ nghệ thuật cải lương. Thì em không biết là suy nghĩ của chị Hằng như thế nào khi mà thật sự là giới trẻ hiện nay á, họ có quá nhiều cái sự lựa chọn. Đôi lúc là một số khán giả trẻ là chưa tiếp cận được với cái bộ môn nghệ thuật cải lương. Thì không biết là chị là một cái người là gọi là con nhà nòi cải lương là quá kỳ cựu, thì chị có suy nghĩ như thế nào về điều mà em vừa chia sẻ? Đó là một cái điều trăn trở của tất cả các cô chú đã đi trước. Dạ. Nhưng mà theo như chị á, là chị cũng đã tham gia có nhiều lĩnh vượt đi. Yeah. Cũng nhiều nơi. Yeah. Thì chị cũng thấy rằng là vẫn thương mến cải lương, mà ngay cả cái thế hệ trẻ này, chỉ một số ít nào các con nó còn trẻ thì cái năng động và cái sự tích cực của nó khác. Nhưng mà khi mà tiếp cận với người nghệ sĩ cải lương rồi thì cũng vẫn lắng tai nghe. Yeah. Và ngay cả những cái chương trình mà tuyển chọn những giọng ca mà cải lương thì vẫn có các thí sinh trẻ 14, 15, 16 tuổi thôi vẫn tham gia như thường. Dạ. Cho nên rằng là chị nghĩ rằng là bộ môn nghệ thuật sân khấu cải lương của mình với đàn ca tài tử không thể nào mà coi như là mai một được. Dạ. Cải lương á, tại sao người ta mới nói là thánh đường sân khấu? Dạ. Khán giả mà đến rạp hát đó, đó, ngồi ở dưới nhìn lên mà nhìn từng người nghệ sĩ mà diễn đó, em thấy cái diễn trên sân khấu, em thấy cái linh hồn người nghệ sĩ diễn lạ lắm em ơi. Nổi da gà luôn á chị. Thiệt á em. Em mong muốn là mình có một cái nơi để mà mình có thể là hàng tuần sáng đèn mà diễn cái luôn, là em bảo đảm chị khán giả là rần luôn. Đó. Dạ hả chị ha, cái đó là một cái niềm ao ước, khát khao của tất cả các người nghệ sĩ. Chị Hằng thật sự là bốn đời là nghệ thuật cải lương, mà đều là những người thành đạt và nổi tiếng hết trong gia đình của chị. Gia đình của Thanh Hằng là cũng bốn đời nghệ sĩ. Dạ. Cố cũng làm bầu gánh hát. Dạ. Bà ngoại là nghệ sĩ, rồi xong rồi cái tới mẹ của chị cũng là nghệ sĩ. Đó. Bên nội thì bác chính của Thanh Hằng là nghệ sĩ Hương Sắc, ba là nghệ sĩ Hương Quyền. Cô ba của Thanh Hằng á làm bầu gánh hát khi mà đoàn cải lương Thanh Minh Thanh Nga thành lập lại. Cô ba của Thanh Hằng mới là cho Thanh Hằng được đầu quân vào đoàn cải lương Thanh Minh Thanh Nga. À. Đó là chỉ là một diễn viên múa thôi. Dạ. Hai vở tuồng là Bên Cầu Dạch Lụa với lại Tiếng Trống Mê Linh. Rồi sau cái Tiếng Trống Mê Linh thì Thanh Hằng mới nghỉ đoàn Thanh Minh Thanh Nga
mới là đầu quân về đoàn sau ngàn phương là đi tỉnh, là coi như là phiêu lưu. Chàng giới thiệp cùng chung chí hướng, dây kề dây gánh nặng non sông. Những hỡi ơi, chi tan mộng nay chưa kịp qua, mà đường ấm dương cách trở lành lành. Có bao giờ trong cái chặng những cái chặng đường đó của chị gặp khó khăn không? Và những lúc đó thì ai sẽ là cái người bên cạnh để mà cùng chị vượt qua những cái khó khăn đó? Có cái năm đó là đi theo đoàn sang ngàn phương, lúc đó còn khó khăn, nghèo lắm, đâu có tiền đâu. Mà hát một đêm thì nhớ là đó 500 đồng gì đó. Có bầu em bé, cái thèm ăn hủ tiếu mà không có đủ tiền để ăn nữa đó. Nhưng mà vẫn mê hát, mê lắm. Dù cho nó có cực khổ đến thế nào là thiếu thốn như thế nào đi nữa. Vậy là cái đam mê nghệ thuật đó mình không cảm thấy lúc nào là khó khăn hết trơn. Không thấy nào khó khăn hết á. Được hát là coi như là mê, mê đến nỗi mà mong trời sáng xong rồi trưa, trưa đi chiều, chiều lẻ lẻ rồi là tối hát. Hát. Thấy tuyệt vời không quý vị? Mình nghe những cái này mà ngồi nghe 3 ngày 3 đêm không hết. Bây giờ thì em sẽ chuyển qua cái phần là thử thách chị. Cái thử thách của em với cái tên gọi là nếu có thể. Nếu có thể. Nếu có thể. Dạ bây giờ nếu có thể nhưng không phải để ngồi kể chuyện ngày xưa nữa. Và bây giờ thì Cát Tường sẽ đi lấy một cái hộp quà dành tặng cho chị Thanh Hằng. Dạ. Quà gì? Đây là hộp quà dành tặng cho chị. Một chiếc hộp. Nhà xin mời chị hãy mở ra. Hồi hộp quá. Quà tặng cho chị đó. Là sao đây? Ở bên trong là có 4 cái cuộn giấy. Là chị chỉ cần là lựa chọn 2 trong 4. Rồi đây em giao cho chị cái bảng này. Dạ chị sẽ có thể làm được. Vậy đó hả? Dạ. Chị mở ra rồi mình sẽ chia sẻ những cái vấn đề ở trong đó. Nhiệm vụ của chị rất đơn giản. Rồi. Dạ. Chị cứ khui đi chị. Khui ra nha. Hỏi gì đây? Đừng nói hỏi câu mà tôi sợ nhất nha. Có cái gì làm khó được chị đã? Nếu có thể yêu một lần nữa, Thanh Hằng sẽ chọn một người đàn ông như thế nào? Rồi, chị hãy cầm cái bảng nếu có thể lên. Rồi, chị trả lời đi chị. Nếu có thể thì xin cho chị không chọn một người đàn ông nào hết, mà chị được sống mãi như thế để cho chị được giữ lời ca tiếng hát và giữ tinh thần thoải mái của chị như thế này, để chị đem lời ca tiếng hát của mình đến với quý vị khán giả thương yêu và hết cả cuộc đời này thôi. Trời ơi, chị nói vậy là các quý ông phải nên coi lại. Vậy là các quý ông buồn lắm á chị. Chị nói vậy giống như là các quý ông mà đến bên cạnh chị là không cho chị hát vậy đó. Đúng không chị? Không phải, tại vì đã từng tuổi này rồi, chị nghĩ rằng là thôi mình nên sống như vậy đi cho nó đẹp đời, đẹp người và đẹp. Dạ. Dạ. Chị thêm đi chị. Rồi, chị lấy cái. Dạ. Sao chị? Cái gì vậy chị? Nếu có thể từ bỏ một thói quen không tốt, Thanh Hằng sẽ từ bỏ thói quen nào? Đó, cái này được nè. Đây đây, nếu có thể nè, đó. Nếu từ bỏ một cái thói quen mà không tốt á ha. Không có tốt á ha. Dạ. Thì Thanh Hằng chỉ ngon cái là hồi đó hơi nóng tính, không hài lòng là nói liền. Bây giờ sau này thì cũng tập lại từ từ rồi. Dạ. Thì giờ nếu có thể cho em xin tập thêm nữa để cho em bớt nóng tính lại. Chứ giờ nó cũng còn dần. Dạ, cái này em xin phép em được đi theo chị Hằng. Tại vì em cũng nóng tính dữ lắm. Nhiều khi mình nóng xong mình về hối hận hả chị? Hối hận. Hối hận liền, nhưng mà nó cũng đã rồi rồi. Cho nên ta nói nhiều khi ly nước mà đã đổ rồi không có lấy lại được là vậy đó. Đúng rồi. Cho nên là mình nên là hạ xuống chút xíu. Nhiều khi cũng phải uống lưỡi 7 lần trước khi nói để mình đỡ dằn cái nóng mình xuống hả chị? Chính vì cái nóng tính đó nó mới xảy ra nhiều cái chuyện không tốt cho mình. Chị đã vượt qua những cái thử thách một cách xuất sắc. Cảm ơn Cát Tường. Và bây giờ thì chúng ta sẽ trò chuyện với một chủ đề với chị Thanh Hằng, đó là giá trị của đam mê. Bởi vì nãy giờ em nói chuyện với chị, em luôn luôn thấy lúc nào mà nhắc tới cái công việc của chị là chị ánh mắt chị sáng lung lên, chị ngời lên. Giống như là chị đang quay về cái thời tuổi trẻ, chị đam mê hết lòng với cái bộ môn nghệ thuật cải lương mà chị đang đeo đuổi vậy đó. Em biết là có một cái giai đoạn đang trên cái sự nghiệp mình đang rất là thăng tiến trên cái đỉnh vinh quang thì chị lại rời khỏi Việt Nam chị đi. Cái lúc mà chị đi như vậy đó thì chị có nghĩ là mình sẽ quay trở lại cái niềm đam mê của mình hay không? Hay lúc đi đó là chị nghĩ là thôi xong rồi? Chị nghĩ rằng là đưa con đi để cho con nó đi học. Rồi chị sẽ về trở lại. Có nghĩa là lúc đi mình vẫn sẽ nghĩ là mình sẽ quay trở lại, quay trở về, quay trở về nữa. Không ngờ rằng là khi một người mà xa quê hương rồi, ở nơi xứ người rồi, mới thấy rằng là tất cả mọi công việc gì cũng là mình đảm đang hết.
Yeah. Thời gian cái nó kéo dài hết hết chuyện này tới chuyện khác. Ở vụt một cái là 15 năm đúng không vụt chị? Vụt cái 15 năm. Và xuân năm này hẹn mùa xuân tới, xuân bây giờ hẹn đến xuân sau. Âm thầm năm tháng qua mau, xuân này đến nữa là 15 xuân rồi. Thấy không? Cái hẹn vậy, hẹn là nghe 15 xuân rồi nghe nó buồn. Em định cười mà em nghe chị xuống cái 15 xuân rồi cái em buồn dễ sợ. Bởi vì em hiểu được cái cảm xúc của chị, cái nỗi niềm của chị khi mà 15 năm mình xa quê hương. Thì em nghĩ lúc đó chắc là nó có những giai đoạn nó sẽ não lòng lắm đúng không chị? Nó đứt ruột lắm. Đứt ruột. Cát Tường ơi, dạ. Chị Thanh Hằng nhớ sân khấu lắm, nhớ quê hương, nhớ khán giả dữ lắm luôn. Nhưng mà nhìn lại con của mình muốn cho con mình nó có đầy đủ dạ. tình thương và sự học vấn, cho nên là đành phải gác lại một bên. Dạ. Nhưng mà đêm đêm nằm là chị mơ, chị ngủ chị thấy chị bị trễ tuồng hoài, trái hoài luôn. Buồn hả? Đúng là đứt ruột thiệt. Nếu như mà mình không có vì một cái sự cố, một cái sự kiện là mình gãy đổ trong cái hôn nhân nữa thì chị có quay về chưa? Không phải là chuyện gãy đổ hôn nhân mà chị quay về. Con gái của chị cũng có nói mẹ ơi, con hiểu được cái điều, cái niềm đam mê của mẹ lắm. Có những lúc mà ngồi trên xe chở nó đi học về đó, cái chị ngồi chị ca lại những cái trích đoạn cũ của chị hát lại những cái bài ca mà về xuân này kia nọ đặng đến Tết rồi mình hát cho chùa. Và những cái việc thiện nguyện nào đó có đến chị hát thì chị học những cái bài ca nó phù hợp với chương trình là chị hát. Chị vừa ca mà có đoạn nào chị không kèm được nước mắt chị khóc. Thì con nó hiểu. Nó nói mẹ ráng cố gắng mình con đi. 18 tuổi con học ra trường rồi, coi như là mẹ về bển đi, mẹ về bển mẹ lo tiếp tục làm nghề của mẹ. Mẹ vui là con vui rồi. Cho nên khi mà con đã đủ tuổi có thể tự lo được thì chị về liền. Chị về liền. Dạ. Đó chứng tỏ là cái tình yêu nó thôi thúc phải quay trở lại quý vị. Chị Hằng ơi, nhưng mà thật sự khi mà sống ở nước ngoài giống như hồi nãy chị chia sẻ đó, là mình hát mà chỉ để là tại đâu có cái môi trường nhiều như ở Việt Nam mình để biểu diễn đâu. Năm nào phải hát trong thiện nguyện, hát chùa hoặc là những cái gì nhóm bạn bè mình thôi, mình hát thôi. Thì những cái lúc mà chị nhớ nghề như vậy đó, chị làm cách nào để chị vượt qua? Sáng thì chị đưa con đi học, về chị đi là chợ, chị nấu cơm này kia nọ, lay quay cái tới chiều là chị đưa rước con nó về cho ăn xong rồi tắm rửa xong rồi cái là học tiếp. Cũng giống như là mình cũng kèm theo con rồi thời gian nó cũng qua. Nhưng có những lúc về đêm á, yeah. bắt đầu chiều mà xuống rồi khoảng 7. Bắt đầu 7-8 giờ tối. Nhớ tiếng cái mấy cái loa mà hồi xưa đoàn hát mà hay phát ở ngoài. Khán giả đang đợi chiều, đang đợi bán khán giả tới bán vé vô. Khoảng tới giờ đó là chị khóc à. Có nghĩa là chịu đựng thôi chứ đâu có cách nào vượt qua hả chị? Không vượt qua được. Chứ lại là coi như mình tìm con cái niềm vui rồi mình ráng công việc khóc mỗi ngày. Khóc ngày. Cũng ráng cố nén không cho con nó thấy. Dạ. Cho con nó thấy. Khóc một chút rồi đi ra ngoài vậy đó. Khóc một chút rồi đi vô. Dạ. Thế mọi người hiểu là cái cuộc sống ở nơi xứ người đôi lúc nó cũng không có dễ dàng à, mà đặc biệt là với những người nghệ sĩ khi mà họ phải rời cái nơi mà họ đang sống được với cái đam mê mà họ đi đến một cái nơi khác. À, có một câu hỏi nữa em cũng muốn hỏi chị Hằng là nếu như mà bây giờ mình đeo đuổi được cái đam mê của mình nhưng mình lại bị hạn chế về tài chính, cái tài chính mình không đảm bảo, thì như vậy là chị có chấp nhận cái việc đó không? Chị nghĩ rằng là cái thời điểm mà chị kể cho em nghe ngày xưa đó, thèm tô hủ tiếu mà không có tiền để ăn hủ tiếu mà chị vẫn vượt qua được, vậy nó không sao. Tuy rằng là tài chánh nó không có gọi là rộng rãi mấy, nhưng mà chị cảm thấy rằng là với cái niềm đam mê của chị là chị đã thỏa mãn vô cùng luôn. Có 1 triệu thì ăn 1 triệu, có 500 thì ăn 500, yeah. có 300 thì ăn 300, như vậy là đủ rồi. Miễn làm sao còn giữ được cái chất giọng ca này nè, một cái cách diễn xuất ở trên sân khấu và mang đến cho khán giả những cái gì mà khán giả thương mến mình, đó là điều tốt đẹp đối với dạ. chị rồi. Bởi vì thật ra trong cuộc sống mình biết đủ là nó đủ hả chị? Mình biết nó vừa là nó vừa. Kinh tế thì thật sự ai cũng cần hết. Ai Tuy nhiên cần. Nếu mà mình không có biết đủ á, thì mình sẽ không bao giờ cảm thấy đúng mình rồi. Được hạnh phúc. Đúng không rồi. Bao giờ thoải mái. Mình được làm công việc mình yêu thích, đủ cái có cơm ăn ngày 3 bữa là mình thấy quá hạnh là phúc quá rồi. Quá vui rồi. Dạ. À, chị nghĩ sao về một cái câu nói là nếu như đam mê chở bạn đi thì bạn hãy để cho lý trí nắm lấy dây cương. Cái niềm đam mê đó mà mình làm cho có ích cho xã hội, cho đời, cho mình, cho gia đình, thì cái điều đam mê đó đó cứ phát triển và thực hành tiếp tục.
cứ việc tiến hạ là tiến. Là không cần để cho lý trí nó thắng lại luôn hả chị? Không. Cho đi thoải mái hả chị? Thoải mái. Đó. À, còn nếu như mà mình cảm thấy rằng là cái niềm đam mê của mình làm mà có hại cho gia đình, có hại cho xã hội, cho đời, phải suy nghĩ kỹ lại và phải giật dây cương lại. Kèm nó lại. Phải một lúc nào đó phải suy nghĩ lại. Dạ. Em cũng đồng ý cái khoản này. Nói là đam mê thì đam mê, cống hiến hết sức mình để đạt được cái mình mong muốn, nhưng mà cái lý trí mình cũng phải biết phân định được đâu là đúng và cái nào là sai. Mà hôm nay rất là may mắn khi mà Tường lại được gặp một cái người chị trong nghề chia sẻ là những cái thông điệp như thế này. Hy vọng rằng là các bạn trẻ mình cũng có thể là lắng nghe những lời chị Hằng chia sẻ ngày hôm nay. Mình có nhiều cái để mình tự mình suy gẫm lắm nha quý vị. Hay quá. Và bây giờ thì qua tới phần khác nha chị. Em sẽ mời dạ, tụi tôi chí chương trình mình còn nhiều. Em mời chị Thanh Hằng, chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần gọi là chuyên gia thách đấu. Chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với chương trình Ai Cũng Có Thể với phần chuyên gia thách đấu. Ở phần này chị đừng có hoang mang, em sẽ đi cùng với chị, song song bên chị, nâng đỡ chị. Phải sẽ... không ạ? Có, bây giờ mình sẽ gặp một chuyên gia hiệu suất và cái chuyên gia này sẽ đưa ra một cái thách đấu với chị. Dạ, chị sẵn sàng chưa? Rồi, sẵn sàng. Và bây giờ em mời chị Thanh Hằng sẽ cùng theo em bước qua cánh cửa bên kia để gặp chuyên gia hiệu suất. Rồi, chào em. Dạ, em chào chị Thanh Hằng, chào chị Cát Tường. Chào và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Ai Cũng Có Thể. Rồi, em giới thiệu về mình đi. Vâng, em xin tự giới thiệu, em tên là Hà Nhẫn. Em đang làm một chuyên thiết kế decor và mang lại không gian sống mới cho tất cả mọi người. Chuyên viên decor Hà Nhẫn, cựu sinh viên trường cao đẳng Trung Bộ. Hà Nhẫn hiện đang là trưởng nhóm của một nhóm chuyên decor tại thành phố Hồ Chí Minh với sứ mệnh biến những căn phòng cũ trở nên mới lạ bằng lối thiết kế độc đáo và tiết kiệm chi phí. Bên cạnh đó, anh còn có khả năng tái sử dụng, làm mới các đồ vật cũ trong gia đình. Là một chàng trai thế hệ 9X đa tài, với óc sáng tạo và tư duy thiết kế ứng dụng mới mẻ, Hà Nhẫn đang từng bước khẳng định vị trí trong lĩnh vực decor hiện đại. Thế thì hôm nay Hà Nhẫn đem đến cái thách đố như thế nào dành cho chị Thanh Hằng vậy em? Chị Thanh Hằng là một người sĩ rất là tài năng, nhưng bản thân chị cũng là một người phụ nữ. Nên em nghĩ rằng chị có sự khéo léo nhất định. Đến với chương trình ngày hôm nay, em sẽ mang đến cho chị một thử thách liên quan đến sự khéo léo. Em sai lầm về chị rồi. Nếu nói về đào giỏ thì ok. Nè, được không? Dạ. Còn nếu đòi đào văn thì... Đây. Quá ngon. Dạ, đào văn phải không? Mà nếu nói về thủ công thì... bỏ tay. Rồi bây giờ cụ thể là em muốn chỉ làm gì nè? Dạ, với các vật dụng có sẵn ở trên bàn như là thước, kéo, dao dọc giấy với lại bút chì, giấy đề can, chúng ta sẽ dán đề can lên hai mặt tủ. Trong vòng 10 phút, ai dán nhanh và đẹp nhất sẽ là người chiến thắng. Trời ơi. À, hồi đó giờ chị có dán nhà lần nào chưa? Chưa. Dán xe? Chưa. Dán đồ đạc? Chưa luôn. Chị chịu thua trước được không? Không chị, mình không có tự được. Tự tin lên chị. Em sẽ giúp đỡ, em hỗ trợ chị yên tâm. Yeah. Dạ. Rồi, chẳng. Dạ. Thách đố bắt đầu 10 phút. Rồi, làm đi em. Rồi, dạ, bên đây chị. Chọn màu nha. Trời ơi, có 10 phút mà chị ơi, chị chọn gì, chị chọn lẹ đi chứ. Đó, bây giờ chị muốn vậy? Cái tủ, chị muốn cái tủ mấy màu. Bây giờ chị đo cái tủ ba lớn nè, rồi chị mới cắt ra chị dán lên. Đó, anh Giang dòm ta rồi đo chứ sao giờ. 13, 14, 15, 15 rưỡi. Rồi, 15 đó, rưỡi. 15 rưỡi. 15 rưỡi. Kìa, có cái viết nè chị, rồi mình gặp vô rồi mình cắt luôn. Ê, đây, 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 15 rưỡi là đây nè. Rồi. Rồi, bây giờ mình chiều dài xuống hen. Chiều dài xuống. Nhiều, vừa đo kìa. Hỏi cần đo, canh luôn. À mình cứ cắt xuống đi rồi tính cắt hả? Cắt xuống đi rồi mình canh. À mình không gạch ngang chi, mình cắt mình xuống đi chị. Mình đo tới đây chứ. Đó, em nói chị đo, chị biểu khỏi đo. 10 rưỡi. Dạ, yeah, hơi khó ha. Ủa sao tới đây được chị, mình phải làm hơi xuống tới dưới này luôn chứ. Vậy hả? Ủa trên cái nó bị ngăn cái này mà. Thì bây giờ tới đây thì mình khoét cái lỗ này. Em không biết nha. Chị không biết nha. Tôi không có biết. Trời ơi. Rồi, rồi. Dán lên, dán lên, dán lên. Ủa dán lên luôn hả? Dán lên luôn, đó, vậy nè. Nè. Sát mép tủ nè. Rồi đó. Vuốt ra. Ôi trời ơi, từ từ chị. Nè, nó chưa có tặng kìa chị ơi. Chị dở cái này lắm mà trời, nỡ nào thử thách chị cái này. Chết rồi. Rồi em vuốt đây, em vuốt khắp mọi cái chỗ này. Em vuốt vậy đi.
đây 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 chị cắt đó, thôi chị làm đi chứ để hồi em chấm rồi cái tiền thì thua, cái chị đổ thừa tại cắt tường nữa. Đâu nằm chỗ nào rồi đây? Đây nè, bây giờ chị phải khoét ít ngoài này trước nè, đó đây nè. Cái gì vậy chị? Cái cục người ta trên đây mà chị, ôi nó tú cái đường, nó tú cái trên này lớn không thấy đường. Trời ơi nó xấu. Bên kia người ta vuốt từ chút kìa. Kệ người ta đi chị ơi, người ta chuyên gia chị ơi. Rồi bên đây người ta làm chậm trễ lắm đó chị, người ta làm thua mình về thời gian đó chị. Lý do gì em nghĩ ra cái thử thách này? Dạ qua thông qua thử thách này thì quý vị khán giả sẽ có nhiều mẹo vặt hơn để thay đổi mới các đồ vật trong gia đình. Hay mỗi năm mình thay đổi màu tủ nhà mình lần hết chị. Hay gì mình đi mua cái tủ mới thì mình làm như vậy. Làm như vậy đúng. Rồi cái tủ mình đem dục luôn tại nó xấu hơn. Đúng tủ. Lên nhẹ lại sát lên mí nha, từ 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 trên xuống nha chị yêu, được chưa? Hay quá, tết này hàng bán đấu giá cái tủ này rồi. Tường ơi đây, hay quá chàng ơi, lật lên dây dừa. Dây dừa rồi ơi, ba cắt rồi xéo xẹo rồi lột đi. Thôi bên kia thắng rồi. Từ từ dán thở này ra. Bình tĩnh chị, đừng có run. 10 phút chưa? Chưa, sắp mà. Chị dán xong này là mới. Ê, qua bên chị, qua bên chị chút xíu. Qua bên chị đi, sát sát bên kia chưa? Quá trời đẹp, mai mốt chị có nghề mới rồi đó. Không có lo, lúc nào mà không có không có chuyện mừng là mình đi nhận thêm job. Nè, cắt sao mà răng cưa dữ vậy không biết nữa. Cái miếng thứ ba nó thành công hơn miếng thứ hai với bộ giỡn sao. Cắt đường thẳng không mà cũng không thẳng nữa. Đo hoài. Mình để mình kéo luôn á chị, nó sẽ để không bị đò, thấy chưa? Chị thấy chưa? Nó không bị răng cưa. Còn chị ca nhấp nó răng cưa dữ lắm. Y như cắt giải ha. Đó, đúng rồi đó chị, và em thấy giờ đó thấy không? Cái cuối là chị đã là coi như là thành công rực rỡ luôn rồi đó. Chị để đi, chị thấy đường chị để chứ em đâu có thấy đường đâu. Bây giờ em để đi, em ra ngoài này em để em sáng mắt hơn chị. Rồi sao cái tấm này nó không cần vuốt nó thẳng luôn vậy em? Mình có kinh nghiệm hơn rồi đó chị, vuốt nó còn dính hơn nữa thấy không? Ừ. Đó. Hay quá. Trời ơi kìa kìa. Nhưng mà chị thấy cái hiệu suất của chị chưa? Người ta mới có một cánh mà chị xong 4 cánh rồi. Thấy không? Xong rồi đó. Ai đấu giá cái tủ này đi. Đấu giá đi. Là dán không có hở miếng gió nữa chị. Ta chuyên nghiệp mà. Không có hở miếng gió. Nói lại với mình không chuyên nghiệp. Bây giờ mình dẹp rác nè. Có em coi người ta làm kỹ lưỡng, người ta sạch sẽ. Còn mình coi như tùm lum tà la hết. Thôi mình vuốt đi chị. Khoan cái đó khoan đi chị. Vuốt đi. Mình cứ vuốt đi chị. Đứng như đập tới sáng mai luôn ha chị ha. Đẹp rồi. Hai chị em mình xong kiếm hợp bích vậy là quá đẹp. Quá đẹp à. Nhanh mà đẹp nữa. Làm sao có thể đẹp hơn được. Cái nguyên lý làm thì y chang mình thôi, không có gì khác. Nhưng mà người ta khéo tay, người ta làm. Ta khéo tay hơn. Ta nhẹ nhàng từ từ kiểu đó như ai như mình vậy. Láng như cái mặt gái 18 vậy đó. Còn chị em mình là cái da mặt cỡ chị em tụi mình đó. Cứ thật là vuốt đi. Và thời gian thấm thoát khoi đưa, 10 phút đã trôi qua và hết thời gian. Xin mời hai bạn hãy về vị trí. Ủa sao núp sau cánh từ cửa luôn rồi chị? Chị yêu ra đây chị yêu ơi. Người ta cũng thấy hết trơn hết trọi rồi. Dạ. Rồi sao rồi đến thở. Thưa quý vị,
kết thúc trận thi đấu này thì bằng mắt thường chúng ta cũng có thể nhìn thấy được ở đâu đẹp và khéo tay hơn. Mà em xin hỏi chị nè, chị rảnh quá hả chị? Trời, người ta kêu trong 10 phút chỉ làm hai cái mặt trước của cái tủ thôi, chị quất luôn 4 mặt. 10 phút mà chỉ có hai cái mặt đầu rồi mặt tiền trước này thôi. Dạ. Nhăm nhó gì? Nhăm nhó gì? Trời ơi, làm 3 phút thôi chị làm rồi xong hai cái mặt trước. Dạ, này rồi. Dạ, chị nhìn không? Chị nhìn cái mặt của người ta nó láng là cái da láng. Láng như là gái 18 vậy đó. Em nói như vậy chị càng tức thêm nữa. Hả? Tại vì nếu chị làm một mình chị á thì nó sẽ láng như vậy đó, tại vì có em phụ. Trời ơi là trời. Ăn ngang uống ngược kìa trời. Trời ơi, làm ơn mắc quán trời. Bà kêu liên tục. Tôi vừa mới tính bước qua đây với bà bên trai đẹp một chút xíu, tôi đứng chưa kịp hỏi câu nào. Tường ơi, Tường ơi, Tường ơi, về với chị. Rồi bây giờ chị dám đổ thừa là tại vì tôi mà cái mặt tủ của chị không láng. Tại vì chị có phục chưa? Chị phục lắm, chị phục nhờ em. Coi như thật sự đó là chung á là mình chỉ bị mấy cái lỗi nhỏ thôi đúng không em? Dạ, dạ đúng rồi. Nói chung là về cái tiến trình á, từng cái công đoạn là mình làm đúng hết. Làm đúng hết. Nhưng mà nó chỉ có lỗi nhỏ nhỏ vậy thôi. Nhưng mà nó nhiều lỗi quá. Nó lỗi nhỏ nhưng mà nó nhiều lỗi quá. Và nếu như mà chúng ta đem đi bán hai cái tủ thì chắc chắn là người ta sẽ vô mua cái tủ bên này. Mặc dù bên đây chị có bonus thêm hai cái mặt hai bên hông nữa, người ta cũng sẽ không mua. Hôm nay em làm ban giám khảo em phải công tâm. Mặc dù em giúp chị em thấy nó vui, tủ chị nó đẹp lắm, nhưng mà phần thắng em phần phải dành cho chuyên gia okay. Hiệu suất ngày hôm nay. Chị phục không? Chị rất là phục. Yeah. Yeah. Chúc mừng em nha. Yeah. Rồi cho chị Tường hỏi em một chút xíu nè, là qua cái thử thách ngày hôm nay thì em muốn gửi cái thông điệp gì đến cho mọi người? Dạ, em muốn gửi thông điệp đó cho mọi người là những đồ vật trong gia đình mình sử dụng lâu thì nó sẽ cũ, nhưng mà mình không nên bỏ đi thì nó lại phí. Nếu mình tiết kiệm chi phí thì mình có thể mua những cái tấm decal như này để biến đổi những cái đồ cũ thành đồ mới. Đúng rồi, thật sự bây giờ decal dán nhiều thứ lắm chị. Lần đầu tiên trong cuộc đời chị mới cầm cái kéo mua đồ như vậy là em nói thiệt cái chị là quá đẹp, quá hay. Trong lòng em là chị thắng, nhưng mà tại vì so sánh hai bên thì nó bắt buộc em phải chọn bên đây. Và bây giờ thì Cát Tường xin mời quý vị chúng ta cùng đến với chuyên mục Ai Cũng Có Thể. Những lưu ý để bày trí tạo không gian ấm cúng đó là: thứ nhất, sàn và trần nên sử dụng gỗ. Chi tiết như là rèm thì sử dụng những chất liệu mềm tự nhiên nhất. Còn chăn ga gối thì nên sử dụng những chi tiết hoa văn. Tông màu thì nên chọn những màu trung tính như là trắng, vàng, kem hoặc là xanh minh để tạo sự ấm cúng và thoải mái nhất. Đặc biệt lưu ý là sử dụng ánh sáng tự nhiên thì ấm cúng hơn cho căn phòng của mình. Khi băng keo dính lên bề mặt của đồ vật thì chúng ta có rất nhiều cách xử lý. Và cách mọi người phổ thông, mọi người hay sử dụng nhất đó là dùng xăng, xăng thường hoặc là xăng thơm. Nhưng mà lưu ý là sau khi sử dụng xăng lâu đi thì chúng ta nên dùng nước xịt kính hoặc là nước rửa chén để lâu lại để không còn vết lon ố của xăng. Chúng ta có thể sử dụng dầu gió hoặc là dầu ăn hoặc là cồn, chúng ta cũng đều có thể sử dụng được để tẩy những cái vết đó. Tại sao mà mình giữ được cái chất giọng của mình nó được tốt như thế này? Thứ nhất là mình phải ráng cố gắng mình giữ cho cái độ ấm trong cái thanh quản của mình nè. Không nên ăn đồ cay quá, cũng không nên là ăn đồ nóng quá. Cái trái cây là chất ngọt quá nhiều như sầu riêng, mít, rồi uống nước á, là uống nước ấm ấm, đừng uống nước đá, nó sẽ làm cho hư cái bộ thanh quản của mình. Tập thể dục là để chi nó có cái thể lực, để khi mà mình có cất giọng ca lên nó không có mệt, tại vì nó quen với lại cái thể lực của mình tập thể dục rồi. Đừng để cho lạnh phổi nữa, cố gắng giữ cho nó độ ấm cái thanh quản của mình. Dạ bấy nhiêu đó thôi ạ. Kính thưa quý vị, để mà trò chuyện với những người mà mình yêu quý, làm những cái công việc mình cảm thấy nó thích thú, cảm thấy thời gian nó trôi qua thật là nhanh. Mới đó mà thấm thoát thoi đưa, thời gian của chương trình đã hết rồi. Em buồn lắm, em hy vọng là có cái dịp em ngồi em được trò chuyện với chị nhiều hơn, được chia sẻ với em để em có những cái mẹo vặt nhiều hơn nữa để chia sẻ cho Cát Tường cũng như là tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Ai Cũng Có Thể. Và bây giờ thì Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.